Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhiều lãnh đạo cấp cao của tổ chức này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Phả Văn. Sáng tạo để quảng bá ẩm thực Việt Nam, những người Việt trẻ ở Mỹ đang có nhiều cách khiến các món ăn Việt ngày càng trở nên quen thuộc hơn tại nước này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 5, tiếp các đại biểu, đại diện của hơn 1.100 người có uy tín trong đồng bào 22 dân tộc thiểu số, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc ít người, bao gồm các bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, nhân sĩ trí thức, các cán bộ nghỉ hưu là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác ở các địa phương có đông đồng bào các dân tộc ít người sinh sống. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân tộc. Đây là nhiệm vụ không thể tách rời trong chiến lược phát triển đất nước. Điển hình, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay đang được triển khai. Tuy nhiên, cùng với việc nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, thì đội ngũ những người có uy tín cần vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người phát huy tinh thần tự lực, tự cường, có ý chí vươn lên để biết cách sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao thu nhập và hướng tới làm giàu. Tiếp tục chuyến công tác dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Quỹ Như Đồng Liên Hợp Quốc và Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Tại cuộc gặp với bà Amina Mohamed, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chuyển đến lãnh đạo Liên Hợp Quốc những tình cảm hữu nghị, chân thành nhất và sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hỗ trợ quý báu của Liên Hợp Quốc hơn 4 thập kỷ qua. Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc ở cả ba trụ cột, an ninh, chính trị, phát triển và quyền con người. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ưu tiên của Đại hội đồng khóa 76 trong lĩnh vực phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam ủng hộ quá trình cải tổ Liên Hợp Quốc. Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nước đang phát triển về hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị, vật tư y tế, tài chính cho phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và tư vấn chính sách, kinh nghiệm phục hồi sau đại dịch theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn. Chủ tịch Đại hội đồng Abdullah Shahid bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam và thành công trong phòng chống đại dịch COVID-19, nhất là chiến lược thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển theo hướng xanh, bền vững và bao trùm. Đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia hình mẫu của Liên Hợp Quốc. Tại buổi tiếp bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Thủ tướng đánh giá cao các đóng góp quan trọng hàng đầu của UNICEF trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên thế giới. Cảm ơn UNICEF đã tích cực hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt đối với trẻ em, trong đó có việc vận chuyển hàng chục triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Giám đốc điều hành UNICEF đặc biệt đánh giá cao những chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam về chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em, trong đó dành nhiều quan tâm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp thiết của trẻ em. Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Achim Steiner, Thủ tướng cảm ơn UNDP đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong gần 50 năm qua, mong muốn tiếp tục tham vấn chính sách, hợp tác kỹ thuật với UNDP về các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm, trong đó có chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch theo hướng xanh và bền vững. Thủ tướng đánh giá cao việc UNDP và các đối tác quốc tế khác đã tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn. Mong muốn UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, nâng cao năng lực, nhận thức trong lĩnh vực này.
Còn chiều ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới tham quan sàn giao dịch chứng khoán New York, sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới về giá trị vốn hóa thị trường và dự tọa đàm bàn tròn với chủ tịch một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo trọng thị của ban lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán New York, NYSE. Đề nghị NYSE quan tâm hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán hiệu quả bền vững ở Việt Nam, xây dựng thành công trung tâm tài chính quy mô khu vực, đồng thời hướng đến quan hệ đối tác bền vững, đôi bên cùng có lợi giữa NYSE và các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả. Tại cuộc gặp với Thủ tướng, lãnh đạo sàn giao dịch đã thông tin về tình hình hoạt động của sàn, đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, trao đổi về những khả năng tăng cường hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, các yếu tố như tỷ giá, lạm phát, lãi suất trong tầm kiểm soát. Việt Nam cần phát triển thị trường vốn, thị trường tiền tệ, trái phiếu, cổ phiếu theo hướng lành mạnh, bền vững, ngày càng chuyên nghiệp. Tọa đàm với các chủ tịch của một số tập đoàn và quỹ đầu tư hàng đầu đang đầu tư tại NYSE, Thủ tướng đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi. Nhân dịp này, lãnh đạo sàn giao dịch chứng khoán New York đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút rung chuông kết thúc phiên giao dịch ngày 16 tháng 5 trước sự chứng kiến của nhiều nhà đầu tư, chuyên gia tài chính, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trong việc phát triển thị trường chứng khoán, thị trường vốn, đảm bảo phát triển thị trường quy mô lớn, tính minh bạch cao và thu hút được dòng vốn quốc tế. Tại đây, Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư giữa các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với bà Antoinette Mansour-Sayer, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã hỗ trợ tiếp cận vaccine, tài chính, tư vấn chính sách cho Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Sự đồng hành hỗ trợ của IMF đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, khẳng định Việt Nam đang phát huy sự hỗ trợ này một cách hiệu quả, đúng mục đích. Phó Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao nỗ lực và giải pháp của chính phủ Việt Nam trong kiểm soát dịch bệnh, cho rằng nhờ chiến dịch tiêm chủng hiệu quả nên Việt Nam có triển vọng rất tốt trong phục hồi và phát triển sau dịch. Tiến trình này đang đi đúng hướng, nhất là với chương trình phục hồi và phát triển của chính phủ. IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phục hồi hậu COVID. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có buổi tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn KKR và Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn Visa. Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mong muốn con hồng cháu lạc phải thương nhau cùng, đóng góp thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng đơm hoa kết trái. Tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt Nam đông nhất với khoảng hơn 2,2 triệu người. Nhiều bà con kiều bào, trí thức trẻ đã bày tỏ cảm nhận về tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam-Hoa Kỳ và niềm tự hào về vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc Việt Nam tham gia vào một cái hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ cho thấy rằng là Việt Nam ngày càng là một cái thành viên tích cực trong ASEAN, luôn tìm mọi cách để thúc đẩy cái sự đoàn kết, thống nhất cũng như đẩy mạnh những cái chương trình hợp tác chung của ASEAN trong thời kỳ hậu đại dịch. Và điều này sẽ khẳng định được cái vai trò trung tâm của Việt Nam tại ASEAN. Cái nền ngoại giao giữa hai quốc gia đã đi qua những cái thăng trầm biến đổi từ những ngày đầu tiên, mới có 27 năm thôi, mà Việt Nam đã là một tâm điểm của cái nền ngoại giao Hoa Kỳ ở Á Châu. Tôi nghĩ đó là một thành quả rất là lớn, một chiến thắng rất là lớn cho cả hai quốc gia. Cùng với cái chuyến đi này, mình sẽ có rất nhiều những hiệp định về thương mại, xuất cảng, cái nền kinh tế, giao dịch kinh tế giữa hai quốc gia càng ngày càng đậm nét hơn. Chuyến thăm lần này thì đã có cái tầm quan trọng rất là đặc biệt, là bởi vì là trong cái điều kiện mà nền kinh tế thế giới đang rất là chao đảo, nhiều cái vấn đề mà chiến tranh, đại dịch, với một nước mà đang trỗi dậy như Việt Nam mình thì cần phải có một cái quan hệ giao thương buôn bán rất là mạnh để mà có thể vượt qua được cái khủng hoảng kinh tế thế giới, mà có quan hệ tốt để mà nâng cái tầm
thuận lợi giao thương buôn bán ấy là ngày càng quan trọng. Thế nên là khi mà có một trading partner mà tốt như Mỹ ấy, thì thực sự là rất là tốt. Được tin là Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ qua Hoa Kỳ để tiếp xúc với cái hội nghị ASEAN và tiếp xúc với Tổng thống Mỹ. Tôi rất mừng bởi vì Thủ tướng cho Tổng thống Hoa Kỳ nhìn thấy rằng là đất nước của tôi bây giờ là một quốc gia thanh bình, công nhân rất là có tay nghề cao, sẵn sàng mời gọi tất cả những doanh nghiệp Hoa Kỳ sang đầu tư vào Việt Nam của chúng tôi. Cái điều mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm được đó là đánh dấu được những cái dấu ấn tốt đẹp. Hoa Kỳ thấy được rằng là Việt Nam ngày hôm nay khác. Việt Nam ngày hôm nay không phải là một nước mà chỉ có biết chiến tranh. Chúng ta là một nước phát triển, là phát triển toàn diện, ngang hàng với là nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, sáng ngày 17 tháng 5 tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phan Kham Vị Phả Văn. Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Phả Văn nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Lào. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với sự phát triển của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và hợp tác gắn bó tin cậy giữa hai quốc hội nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo và nhân dân Lào anh em dành cho đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Lào lần này. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trong đó có nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, luôn ủng hộ và tích cực giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác giữa chính phủ hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thời gian tới, Việt Nam-Lào cần phối hợp triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, nỗ lực tìm kiếm giải pháp đột phá nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột, tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, chú trọng thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao, tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước như công viên hữu nghị Lào Việt Nam, bến cảng 123 của cảng Vũng Áng, đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, sân bay Nỏng Khạng tại tỉnh Hủa Phăn của Lào. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào. Thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Vorachit, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo với nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về cuộc hội đàm rất thành công giữa hai chủ tịch quốc hội, thống nhất các định hướng, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai đảng, hai nhà nước đều đặt quyết tâm tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy vấn đề này. Gặp nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thông Sỉn Tham Ma Vong, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đồng chí là người bạn thân thiết lâu năm, có nhiều đóng góp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Mong muốn đồng chí Thông Sỉn Tham Ma Vong sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc. Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các vị lãnh đạo Lào như Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam. Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thăm chính thức Lào đúng vào dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Về lĩnh vực tài chính, hai bên đã trao đổi những vấn đề liên quan minh bạch thu chi tài chính, nợ công và nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là phải hiện đại hóa ngành thuế, hải quan, tăng cường công khai để vừa bảo vệ cán bộ, vừa đảm bảo được nguồn thu. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển.
về Hội hữu nghị Lào Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động thiết thực và hiệu quả của hội. Nhấn mạnh hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có hơn 200 doanh nghiệp và sẽ tiếp tục gia tăng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội hữu nghị Lào Việt quan tâm đến các hội người Việt Nam tại Lào và kết nối các doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh xã hội. Chiều ngày 17 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, làm việc tại tỉnh Champasak của Lào. Tiếp Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Buddhakham, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tỉnh Champasak dù không phải địa phương giáp biên giới Việt Nam, nhưng đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương Việt Nam. Mong muốn tỉnh Champasak tiếp tục hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh, thúc đẩy việc nhập quốc tịch cho người Việt. Bí thư, tỉnh trưởng Vilayvong Buddhakham cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi còn là Phó Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm dành sự hỗ trợ để Champasak xây dựng Học viện Tài chính khu vực phía Nam Lào. Champasak cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam hơn 350 tỷ đồng để xây dựng các trường học. Đặc biệt, vừa qua, hai bên đã nhất trí xây dựng Học viện Chính trị Hành chính khu vực phía Nam Lào tại Champasak với giá trị hơn 500 tỷ đồng. Tới thăm trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak, ngôi trường được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam từ năm 1999, đang có hơn 900 con em các dân tộc tại 4 tỉnh phía Nam Lào theo học. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng thấy các em học sinh được học tập trong môi trường khang trang, sạch đẹp với đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề. Chủ tịch Quốc hội khẳng định hai nước Việt Nam Lào dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn ưu tiên tập trung nguồn lực cho giáo dục, coi đây là vấn đề chiến lược, quốc sách hàng đầu. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm công ty cao su Lào Việt, thành viên tập đoàn cao su Việt Nam. Hiện công ty đã hoàn thành trồng mới hơn 10.000 hecta cao su tại Lào, tạo việc làm cho trên 2.300 lao động, góp phần để người dân của các dân tộc Lào có cuộc sống ngày một tốt hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam, nơi khắc ghi dòng chữ: Nhân dân Lào ghi công quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh bản thân mình cho cách mạng Lào. Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự phối hợp của Tổng lãnh sự quán tại Champasak, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ luật pháp, chấp hành tốt các quy định pháp luật của chính quyền sở tại, nơi cư trú và tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, cộng đồng người Việt tiếp tục gắn bó yêu thương, giúp đỡ nhau cả tinh thần lẫn vật chất, cùng phát triển, vươn lên trong cuộc sống. Mong cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nơi cư trú, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước. Trong phần tiếp theo của bản tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tự doanh từ chiều ngày 17 tháng 5 trước thời hạn 1 tuần theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sáng tạo để quảng bá ẩm thực Việt Nam, những người Việt trẻ ở Mỹ đang có nhiều cách khiến các món ăn Việt ngày càng trở nên quen thuộc hơn tại nước này. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Chiều ngày 17 tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán. Như vậy, HOSE thực hiện trước thời hạn 1 tuần so với yêu cầu. Còn tại Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết do cần chuẩn bị về kỹ thuật nên sẽ cần thêm thời gian và đang nỗ lực để công bố sớm và chắc chắn sẽ công bố đúng thời hạn trước ngày 23 tháng 5. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị mua bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán trước ngày 23 tháng 5, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên, phải báo cáo và công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. Sau đại dịch COVID-19, du lịch ở nhiều nơi đang có những khởi sắc, trong đó tỉnh Bình Thuận cũng đang từng bước phục hồi mạnh mẽ. Không chỉ du khách trong nước đến với Bình Thuận mà ngày càng tăng cao cả những du khách quốc tế.
để cũng họ cũng tìm đến mảnh đất cực Nam Trung Bộ với biển xanh, cát trắng, nắng vàng để tham quan và nghỉ dưỡng. Lần đầu tiên sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bình Thuận mới đón khách quốc tế trở lại với nhiều chương trình hấp dẫn, các khách sạn sang trọng và bãi biển sạch đẹp. Du khách nước ngoài đến đây đều rất ấn tượng. Tôi rất vui khi đến đây, đã lâu rồi mới lại được đi du lịch. Ẩm thực và phong cảnh ở đây rất hấp dẫn. Con người ở đây năng động và hạnh phúc. Có một ngày tôi sẽ quay trở lại nơi này. Để tạo ấn tượng tốt với du khách, các cơ sở du lịch đã linh động tổ chức các hoạt động nghệ thuật ẩm thực và các trò chơi đặc trưng của thành phố biển. Sắp tới đây, Bình Thuận sẽ đón thêm một đoàn du khách quốc tế nữa. Rất là phấn khởi và chúng tôi nghĩ rằng là phải mỗi ngày được phải cải thiện cái chất lượng và nâng cao cái dịch vụ để chúng ta có thể mà phục vụ các cái du khách quốc tế với cái tiêu chuẩn cao cấp hơn. Và hy vọng là với những cái tín hiệu vui từ ngành thì trong Bình Thuận của mình sẽ đón nhiều du khách nữa và nhiều resort cũng sẽ full khách, cũng đầy phòng trong những cái ngày mà mùa hè như thế này. Từ đầu năm nay, các resort trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón khách quốc tế quay trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch và là tiền đề để địa phương này đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2023. Thưa quý vị, nhắc đến các nhà hàng Việt Nam ở Mỹ, người ta thường nghĩ đến các thành phố ở miền Tây hay miền Nam nước này, nơi có rất đông cộng đồng người Việt sinh sống như Houston ở bang Texas hay là San Jose và Westminster ở bang California. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tại thành phố New York, nơi có dân số gốc Việt chỉ bằng 1/10 các thành phố kể trên, không có khu phố người Việt riêng, ẩm thực Việt Nam đang chứng kiến một sự trỗi dậy đáng kinh ngạc. Điều gì khiến các món ăn Việt ngày càng trở nên quen thuộc hơn tại thành phố có phần thưa dân gốc Việt này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong mục tiêu điểm sau đây. Chưa từng có lúc nào tốt hơn bây giờ để thưởng thức món ăn Việt tại New York. New York ngày nay có những món ăn Việt ngon nhất nước Mỹ. Những tựa đề như vậy cùng những bài đánh giá nhận xét về các quán ăn Việt Nam đang ngày một xuất hiện nhiều hơn trên các ấn phẩm báo chí Mỹ nói chung và ở thành phố New York nói riêng. Có thể thấy sự hiện diện của ẩm thực Việt Nam tại khu vực này đang ngày một tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Cách mà cộng đồng người Việt tạo ra vị thế của mình là thông qua ẩm thực. Từ đầu những năm 2010 đến nay, số lượng nhà hàng Việt Nam tại New York đã tăng lên đáng kể và không có dấu hiệu dừng lại. Từ 2 đến 3 cửa hàng mà giờ đây người New York có thể thưởng thức đồ Việt tại hơn 30 nhà hàng ăn khác nhau. Điều đáng chú ý là sự nổi lên của ẩm thực Việt Nam tại New York là một hiện tượng mới diễn ra trong khoảng 10 năm trở lại đây. Mặc dù người gốc Việt đã bắt đầu định cư ở thành phố này từ những năm 1970, hiện tượng này đi đôi với sự trỗi dậy của những nhà hàng Việt với những tầm nhìn chiến lược mới của những chủ nhân là người Việt trẻ ở Mỹ thuộc thế hệ Việt kiều thứ hai trở đi hoặc thuộc làn sóng nhập cư sau này. Không thể phủ nhận độ nổi tiếng của ẩm thực Việt khi ngày nay những từ phở hay là bánh mì vẫn đang được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh đại chúng. Tuy nhiên, những món ăn này lại chưa thể hiện được hết sự đa dạng và tinh hoa thực sự của nền ẩm thực Việt Nam, điều mà phần đông người nước ngoài chưa được tiếp xúc. Nhìn ra được vấn đề đó, không ít người trẻ ở chính thành phố New York đã không ngừng sáng tạo để gia tăng sự hiện diện của các món ăn Việt khác như là bánh xèo, bún bò Huế, chả giò trên bản đồ ẩm thực nơi đây, cũng như nâng tầm ẩm thực Việt qua chính trải nghiệm của thực khách. Tôi nghĩ rằng việc nền ẩm thực của chúng ta có được sự tôn trọng như những gì ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc nhận được tại New York là rất quan trọng. Tôi cho rằng ẩm thực Việt Nam xứng đáng được sử dụng những nguyên liệu có chất lượng cao nhất và chính những món ăn phải là một phần của những cảm xúc, ký ức mà khách hàng có được khi đến với nhà hàng. Sau nhiều năm làm bếp trưởng ở các nhà hàng có tiếng ở Mỹ, với mong muốn mang lại cho thực khách cảm giác chân thật nhất với món ăn Việt Nam, anh Matt Lê Khắc đã tìm cho mình một hướng đi mới khi mở nhà hàng riêng. Khác với các nhà hàng Việt Nam thuộc thế hệ trước, chỉ tập trung vào những món Việt truyền thống và nổi tiếng như phở hay bánh mì, anh đã dày công xây dựng một thực đơn các món đa dạng và mới lạ hơn với người nước ngoài. Chúng tôi biết rõ công thức nấu, nhưng chúng tôi cũng biết cái gì người Mỹ sẽ thích hơn khi ăn. Vì vậy, chúng tôi vẫn luôn tạo ra những món ăn lạ và có phần thách thức thực khách hơn. Thật thú vị khi thấy bánh xèo đang trở nên ngày một nổi tiếng tại đây. Hay những món nước không phải phở như bún bò Huế xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn, kèm theo loại rau ăn kèm chính xác nữa.
Ở đây, để tìm các loại gia vị Việt Nam cần thiết để nấu những món quan trọng mà ít người biết, ví dụ như lá lốt, rau ngổ hay xả chanh tươi khá là khó. Tôi phải tự trồng. Chúng tôi cũng xây dựng thực đơn theo mùa. Tôi không muốn dùng cà chua quanh năm cho món thịt nướng. Khi nguyên liệu ở một thời điểm không phải là tối ưu, thì ta nên rút món đó và thay bằng một món khác với nguyên liệu đúng mùa, như món măng chẳng hạn. Không chỉ có đầu bếp hay người trong ngành nhà hàng khách sạn là lực lượng sáng tạo chính trong công cuộc quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Mỹ, ngành truyền thông cũng có thể góp phần rất lớn trong việc này. Đó chính là những gì mà chị Thư Phạm Buser, một nhà tạo mẫu ẩm thực đang làm việc tại New York, vẫn đang miệt mài theo đuổi. Thời gian gần đây, loạt ảnh về món ăn Việt Nam được tạo kiểu như bánh chưng lấp lánh hay hoa bánh mì trên trang Instagram cá nhân của chị cũng đã gây được nhiều sự chú ý. Khi bạn không có chút khái niệm nào về ẩm thực Việt, bạn sẽ không bước vào một quán ăn Việt đúng không? Nhưng khi bạn nhìn thấy món ăn Việt trên báo, tạp chí hay trên quảng cáo, bạn sẽ thốt lên, ồ, tôi không biết đây là món gì, nhưng trông cũng hấp dẫn đấy. Có một điều mà tôi học được, đó là bạn có thể coi các món ăn như một tấm toan để vẽ nên bất cứ câu chuyện nào. Và tôi rất muốn được sáng tạo nhiều hơn với món ăn Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều tri thức dân gian, ca dao tục ngữ, những vật phẩm đẹp đẽ như tranh hàng trống. Làm thế nào để tôi đưa chúng vào các món ăn? Chính từ đó mà tôi đã nghĩ ra ý tưởng bánh chưng lấp lánh. Trong văn hóa Việt Nam, cứ mỗi dịp năm mới, chúng ta lại cầu mong phú quý, ăn nên làm ra hay những điều tốt đẹp. Bánh chưng cũng có một ý nghĩa quý giá với người Việt, nên tôi tạo mẫu nó trông như một báu vật, một thứ có thể mang lại tài lộc cho năm mới. Mặc dù đã đạt được những thành công và sự công nhận nhất định của công chúng, những người trẻ sáng tạo này vẫn không dừng lại, vẫn còn rất nhiều việc cần làm ở phía trước. Ở một khía cạnh nào đó thì ẩm thực Việt Nam khá nổi tiếng, nhưng sự đa dạng trong ẩm thực Việt vẫn chưa được thể hiện đủ tốt, bởi vì mọi người vẫn không thể kể tên được nhiều hơn 3 món. Vì vậy chúng ta cần phải giới thiệu thêm nhiều công thức hơn nữa, quảng bá nhiều món hơn nữa, chơi với nhiều món hơn nữa. Chỉ như vậy mọi người mới có hứng thú muốn nếm thử. Vẫn còn nhiều chỗ chúng ta có thể làm tốt hơn. Tôi muốn được sử dụng những nguyên liệu hào hạng cho món Việt, hay có thể thêm dịch vụ hướng dẫn, chứ không phải cứ để khách đến và đi như bây giờ. Bởi vì để ăn món Việt có thể sẽ khá rắc rối nếu bạn không phải người Việt hay không có bạn đi cùng là người Việt. Để món ăn có thể trở nên thuần chất Việt Nam, ta vẫn luôn cần đổi mới, dù chỉ là chút ít, như sử dụng kỹ thuật mới, hay sử dụng nguyên liệu tốt hơn, nguyên liệu tự trồng, hay nấu phở trong lò nấu kết hợp. Như vậy mới thể hiện được đúng sự vận động, phát triển của văn hóa chúng ta. Và tôi thích chứng kiến những điều đó. Vâng ạ, câu chuyện về sự sáng tạo không ngừng cũng như tâm huyết của những người Việt trẻ ở New York trong công cuộc quảng bá ẩm thực Việt Nam cũng là một minh chứng cho thấy rằng để một nền văn hóa ẩm thực thực sự phát triển, không phải chỉ chú trọng vào chất lượng món ăn mà còn phải làm sao để người ta có thể nhớ đến và tìm về. Bởi món ăn không chỉ là để ăn mà đằng sau đó là cả những câu chuyện về văn hóa của một dân tộc, một đất nước. Đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được kết thúc. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.